mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Danh Y Việt Nam trên website mạng y tế.vn. Danh Y, Hải Thượng Lạn Ông, Hải Thượng Lạn Ông, chữ Hán, là tên hiệu của Lê Hữu Trác, chữ Hán. Năm 1720 đến năm 1791, nghĩa là ông lười hải thượng. Tuy là người tinh thông y học, dịch lý, văn chương, nhưng ông được biết đến nhiều hơn với vai trò là ngụy y. 1. Tiểu sử. Lê Hữu Trác vốn có tên cúng cơm là Huân, biểu tự cận như, bút hiệu Quế Hiên, Thảo Am, Lạn Ông, biệt hiệu Cậu Chiêu Bảy, sinh ngày 11 tháng 12. 2. Năm Canh Tý 1720 tại xóm Văn Xá, Hương Liêu Xá, huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, cuộc đời ông phần nhiều, đặc biệt là từ năm 26 tuổi đến lúc mất, gắn bó với ở quê mẹ thôn Bầu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn, Phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là con thứ 7 của tiến sĩ Lê Hữu Mưu và phu nhân Bùi Thị Thưởng. 3. Chấm. Dòng tộc ông vốn có truyền thống khoa bảng. Ông nội, bác, chú Lê Hữu Kiều, anh và em họ đều đỗ tiến sĩ và làm quan to. Thân sinh của ông từng đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, làm thị lang bộ công triều Lê Dụ Tông, gia phong chức ngự sử, tước bá, khi mất được truy tặng hàm thượng thư, năm Kỷ Mùi 1739. Khi ấy, Lê Hữu Trác mới 20 tuổi, ông phải rời kinh thành về quê nhà, vừa trông nom gia đình vừa chăm chỉ đèn sách, mong nối nghiệp gia đình, lấy đường khoa cử để tiến thân. Nhưng xã hội bấy giờ rối ren, các phong trào nông dân nổi dậy khắp nơi. Chỉ một năm sau 1740, ông bắt đầu nghiên cứu thêm binh thư và võ nghệ. Nghiên cứu trong vài năm cũng biết được đại khái, mới đeo gươm tòng quân để thí nghiệm sức học của mình, tự tâm lĩnh. Chẳng bao lâu sau, ông nhận ra xã hội thối nát, chiến tranh chỉ tàn phá và mang bao đau thương, làm ông chán nản muốn ra khỏi quân đội nên đã nhiều lần từ chối sự đề bạt. Đến năm 1746, nhân khi người anh ở Hương Sơn mất, ông liền viện cớ về nuôi mẹ già, cháu nhỏ thay anh để xin ra khỏi quân đội, thực sự bẻ tên cởi giáp theo đuổi chí hướng mới. 2. Nghề thuốc. Lê Hữu Trác bị bệnh từ lúc ở trong quân ngũ. Giải ngũ về phải gánh vác công việc vất vả, trăm việc đổ dồn vào mình, sức ngày một yếu, lời tự tâm lĩnh, lại sớm khuya đèn sách không chịu nghỉ ngơi, sau mắc cảm nặng chạy chữa tới 2 năm mà không khỏi. Sau nhờ lương y Trần Độc, người Nghệ An là bậc lão nho, học rộng biết nhiều nhưng thi không đỗ, trở về học thuốc nhiệt tình chữa khỏi. Trong thời gian hơn một năm chữa bệnh, nhân khi rảnh rỗi, ông thường đọc Phùng Thị Cẩm Nang và hiểu được chỗ sâu xa của sách thuốc. Ông Trần Độc thấy lạ, bèn đem hết những hiểu biết về y học truyền cho ông. Vốn là người thông minh học rộng, ông mau chóng hiểu sâu y lý, tìm thấy sự say mê ở sách y học. Nhận ra nghề y không chỉ lợi ích cho mình mà có thể giúp người đời nên ông quyết chí học thuốc. Ở Hương Sơn, ông làm nhà cạnh rừng, đặt tên hiệu Hải Thượng Lạn Ông. Hải Thượng là hai chữ đầu của tỉnh Hải Dương và Phủ Thượng Hồng quê cha, và cũng là xã Bầu Thượng quê mẹ. Lạn Ông nghĩa là ông lười, ngụ ý lười biếng, chán ghét công danh, tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của danh lợi, của quyền thế, tự do nghiên cứu y học, thực hiện chí hướng mà mình yêu thích gắn bó. Mùa thu năm Bính Tý 1756, Lê Hữu Trác ra kinh đô, mong tìm thầy để học thêm, vì ông thấy y lý mênh mông, nhưng không gặp được thầy giỏi. Ông đành bỏ tiền mua một số phương thuốc gia truyền, trở về Hương Sơn, từ khứ sự giao du, đóng cửa để đọc sách tự tâm lĩnh, vừa học tập và chữa bệnh. 10 năm sau, tiếng tăm của ông đã nổi ở vùng Hoan Châu. Sau mấy chục năm tận tụy với nghề nghiệp, Hải Thượng Lạn Ông đã nghiên cứu rất sâu lý luận trung y qua các sách kinh điển Nội Kinh, Nam Kinh, Thương Hàn, Kim Quỹ, tìm hiểu nền y học cổ truyền của dân tộc. Kết hợp với thực tế chữa bệnh phong phú của mình, ông hệ thống hóa tinh hoa của lý luận đông y, cùng với những sáng tạo đặc biệt qua việc áp dụng lý luận cổ điển vào điều kiện Việt Nam, đúc kết nền y học cổ truyền của dân tộc.
sau hơn chục năm viết nên bộ Y tôn tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển, bao gồm đủ các mặt về y học, y đức, y lý, y thuật, dược, di dưỡng. Phần quan trọng nữa của bộ sách phản ảnh sự nghiệp, văn học và tư tưởng của Hải Thượng Lãn Ông. 3. Lai Kinh. Ngày 12 tháng 1 năm Cảnh Hưng 43 1782, ông nhận được lệnh chúa triệu về kinh. Lúc này ông đã 62 tuổi, sức yếu lại quyết chí ra lánh công danh. Nhưng do theo đuổi nghiệp y đã mấy chục năm mà bộ tâm lĩnh chưa in được, không dám truyền thụ riêng ai, chỉ muốn đem ra công bố cho mọi người cùng biết. Nhưng việc thì nặng sức lại mỏng, khó mà làm được. Thượng kinh ký sự, ông hy vọng lần đi ra kinh đô có thể thực hiện việc in bộ sách. Vì vậy ông nhận chiếu chỉ của chúa Trịnh, từ giã gia đình, học trò rời Hương Sơn lên đường ra kinh, vào phủ chúa xem mạch và kê đơn cho thế tử Trịnh Cán. Ông được Trịnh Sâm khen hiểu sâu y lý, ban thưởng cho ông 20 suất lính hầu và bổng lộc ngang với chức quan kiểm soát bộ hộ để giữ ông lại. Nhưng ông giả ốm không vào chầu, sau lại viện cớ tuổi già mắt hoa tai điếc thương ốm yếu để được trọ ở ngoài. Bọn ngư ấy ghen tị với Lãn Ông không chịu chữa theo đơn của ông, nên thế tử không khỏi. Ông biết thế nhưng không hề thắc mắc với bọn thầy thuốc thiếu lương tâm này. Kết quả, để sớm thoát khỏi vòng cương tỏa của quyền thần danh lợi, thời gian ở kinh đô, ông nhiều lần xin về thăm cố hương Hải Dương. Nhưng mãi đến tháng 9 năm 1782, sau chúa Trịnh mới cho phép ông về. Không lâu sau, ông lại có lệnh triệu về kinh vì Trịnh Sâm ốm nặng. Về kinh ông chữa cho Trịnh Sâm khỏi và cũng miễn cưỡng chữa tiếp cho Trịnh Cán. Trịnh Sâm lại trọng thưởng cho ông. Ông bắt buộc phải nhận, nhưng bụng nghĩ, mình tuy không phải đã bỏ quên việc ẩn cư, nhưng nay hãy tạm nhận phần thưởng rồi sau vứt đi cũng được. Thượng kinh ký sự. Sau khi Trịnh Sâm chết vì bệnh lâu ngày sức yếu, Trịnh Cán lên thay, nhưng Trịnh Cán cũng ốm dai dẳng nên khí lực khô kiệt, khó lòng khỏe được. Do nóng lòng trở về Hương Sơn, nhân có người tiến cử một lương y mới, Lê Hữu Trác liền lấy cớ người nhà ốm nặng rời kinh, ông rất vui mừng. Ngày 2 tháng 11 năm 1782, Lãn Ông về đến Hương Sơn. 4. Soạn sách. Năm 1783, ông viết xong tập Thượng Kinh Ký Sự bằng chữ Hán, tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa trong phủ chúa Trịnh và quyền uy, thế lực của nhà chúa, những điều Lê Hữu Trác mắt thấy tai nghe trong chuyến đi từ Hương Sơn ra Thăng Long chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán và chúa Trịnh Sâm. Tập ký ấy là một tác phẩm văn học vô cùng quý giá. Mặc dầu tuổi già, công việc lại nhiều, chữa bệnh, dạy học, nhưng ông vẫn tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, viết thêm tập Vân Khí Bí Điển năm 1786 để hoàn chỉnh bộ Hải Thượng Y Tôn Tâm Lĩnh. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ là danh y có cống hiến to lớn cho nền y học dân tộc, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Ông qua đời vào ngày rằm tháng 1 năm Tân Hợi 1791, tại Bầu Thượng, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thọ 71 tuổi. Mộ ông nay còn nằm ở khe nước cạnh chân núi Minh Từ, thuộc xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn. Lê Hữu Trác là đại danh y, có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam. Trong đó có thuốc nam kế thừa xuất sắc sự nghiệp nam dược trị nam nhân của Tuệ Tĩnh Thiền Sư. Ông để lại nhiều tác phẩm lớn như Hải Thượng Y Tôn Tâm Lĩnh, gồm 28 tập, 66 quyển, chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá là công trình y học xuất sắc nhất trong thời Trung Đại Việt Nam, và các cuốn Lĩnh Nam Bản Thảo, Thượng Kinh Ký Sự không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị văn học, lịch sử, triết học. 5. Vinh danh. Tên ông được đặt cho nhiều đường phố trên khắp Việt Nam, như tại thành phố Uông Bí, từ phố Tuệ Tĩnh đến phố Hữu Nghị, thành phố Hồ Chí Minh, từ đường Võ Văn Kiệt đến Học Lạc, vân vân. Nguồn Wikipedia. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y Tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo.
Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.